mới làm xong tôm này đó, bóc tôm sạch sẽ. Bây giờ làm sốt thái nhá, cho cái sốt thái vào. Cái này phải đi bắt mới có ăn nhá. Ở nhà là không bao giờ có những cái món này để mà ăn, phải tươi mà. Rồi xin mời cả nhà nhá. Tuyệt vời. Xin chào các bạn, mình là Yos và vợ mình là Key. Tụi mình là Yo and Key, Y and K Avenger. Đến với channel của tụi mình, các bạn sẽ được trải nghiệm ngắm nhìn những cái chuyến đi chơi, những hành trình đi cắm trại ở những địa điểm đẹp nhất ở Úc. Xin mời các bạn hãy đón xem. Y and K Adventure. Xin chào mọi người, kết thúc cái chuyến đi chơi Sydney của anh em tụi mình. Thì hôm nay á, mình sẽ lên đường đi thẳng về Lake Entrance luôn. Đây là lần đầu mình chạy cái cung đường này, từ Sydney chạy thẳng Lake Entrance. Mình check trên map, cả cái cung đường này á là cỡ khoảng 7 tiếng rưỡi. Nếu mà nghỉ ngơi cho khoảng tiếng nữa thì cỡ 8 tiếng rưỡi là từ Sydney chạy tới thẳng Lake Entrance. Thì nếu mà tương lai anh em Sydney mà muốn đi chơi Lake Entrance để mà bắt ghe này, đi vật tôm này trong cỡ khoảng tháng 3, tháng 4 á, thì rất là hợp lý luôn. Tại vì mình thấy 8 tiếng rưỡi là một cung đường rất là hợp lý để đi, không để được xa. Hôm nay mình sẽ chạy thử cái cung đường này xem nó có hợp lý không nhá. Rồi, hẹn gặp mọi người ở Lake Entrance nha. Tụi mình đang trên đường từ Sydney chạy tới Lake Entrance. Thì buổi chạy bữa nay á, trên freeway này thì thấy ở đây có cái tượng của con Merino, là một trong những cái con cừu á, thì giống cừu mà đấy, làm cái tượng bự đẹp quá, cho nên là mình ghé vào đây mình quay lại cho mọi người xem. Con cừu này á, là cái sừng của nó xoắn ở phía trước như thế này này, rất là bự luôn mọi người xem này. Đây là mình đứng dưới này nhá. Đây, mà đây là sau cái địch của nó là có cái chân cụt bự quá chừng. Bây giờ là phải vòng ra phía trước quay cho mọi người xem nhá. Này, nhìn con này đã chưa? Nó bự bà cố luôn á. Tại đây chụp check in là bao đẹp. Đây là cái shop mà bán đồ lưu niệm ở cái chỗ Merino này nha mọi người. Đó, kiểm search là Big Merino nó sẽ hiện ra. Thường thường tới này, mấy cái chỗ mà bán đồ lưu niệm này á, mình sẽ ưng mua mấy cái này này. Mấy cái này là để dán lên trên áo á. Đó, sẽ mua mấy cái này. Vậy là mấy cái pin để mà gắn lên trên mũ để mà lưu niệm là mình đã tới những cái chỗ này á. Rất là hay luôn. Đấy, thì đi chơi thì tụi mình hay siêu tầm mấy cái này. Đó. Thường thường những cái chỗ đặc biệt này người ta sẽ làm mấy cái này để lưu lại. Đấy, mình sẽ mua mấy cái này. Cái shop bán đồ lưu niệm ở trong này là bán đủ đồ luôn á, mà rất là rộng luôn. Đó. Bên này có mấy con cừu dễ thương, đủ size luôn. Dễ thương chưa? Đã chưa? Một bầy thú nhồi bông cừu hết. Chuyên về cừu, mũ cao bồi của Úc. Cái này mà đi mấy cái vùng country là thấy người ta mang nhiều lắm. Ở đây còn mấy cái dẹp mà đi cho ấm á, sai qua con nít dễ thương như này. Mình mới vô cái shop mua được mấy cái mà dán lên áo, vậy là một cái huy hiệu để gắn lên trên mũ ấy. Thì bây giờ mình sẽ tiếp tục hành trình chạy thẳng tới Lake Entrance. Thì chút nữa đi thì chắc là sẽ nghỉ ngơi một lần rồi chạy thẳng luôn, tại vì để đổ xăng. Rồi quãng đường còn lại thì chắc cái khoảng đang là 5 tiếng á. Tụi mình đang trên đường từ Sydney chạy thẳng về tới Lake Entrance á. Thì đi qua nơi cái tháo này này. Cái chỗ này là trên cung đường là Snowy Mountain Highway. Mà chạy tới đây nhìn thấy tuyết xung quanh á, đẹp quá chừng luôn, cho nên là tụi mình phải dừng lại quay vlog cho mọi người xem. Mà nó lạnh lắm, lạnh cực kỳ lạnh luôn, tại vì chỉ có mặc hoodie thôi á, cho nên là nó cũng đủ ấm. Nhưng mà quay lại nhìn kiểu rất là đẹp luôn. Tháng 5 mà ở đây là có tuyết ở nơi tháo rồi. Rất là đẹp nha mọi người. Thì ai mà đi chơi nhằm tháng 5 này á, nếu mà có điều kiện á, chạy qua cái tháo này. Thì cái tháo mà tụi mình dừng lại quay phim này á là location là Lake William. Thì mọi người có thể search chỗ này mùa hè, có thể tới đây chơi, có chỗ barbecue nướng cũng đẹp lắm. Nhìn cái chỗ này rộng rãi đẹp, mà cái đợt tháng 5 này có tuyết á, cũng đẹp. Đấy, thì mình sẽ quay lại cho mọi người xem sơ sơ nhá. Mọi người xem đi, tuyệt ở đây dài không? Không biết rớt từ bao lâu, nhưng mà dài quá chừng này, cân đi. Wow, đã quá trời luôn.
mình mới dừng lại đổ xăng ở cái cây xăng này thì có mua mấy cái dim sum và mấy cái sốt xịt để ăn trưa rồi, nhưng mà vẫn thích ăn một ly mì tôm cho nó nóng, cho nó ấm bụng á, tại chỗ này khá lạnh. Thì mình mang cái ly mì tôm này đi vào xin trong cây xăng á, xin nước sôi người ta là người ta cho chứ không có vấn đề gì hết á. Xong cái bà ở trong cây xăng á cũng dễ thương, bà bảo chưa bao giờ ăn thử cái mì ly này mà thấy trong này có ba cái gói topping á, mình khá đặc biệt, cho nên là vợ mình có mang một ly này vào cho bà ấy để ăn thử đó, thì ai cũng vui vẻ cả. Thì đi chơi như vậy có một cái mì ly như thế này cũng tuyệt vời lắm, nó ấm á, nóng bụng. Thì một cái tip cho mọi người á, là ai đi chơi thì trên xe nên thủ mấy cái mì ly này á, đi vào những cái chỗ này á, tiền xin người ta nước sôi luôn là người ta sẽ cho chứ không có vấn đề gì hết á, nhất là mình đổ xăng ở đây nữa. Thì mọi người phải mang mấy cái bếp á, để mang đi nấu nước nóng thì rất là lâu. Và cái này vào xin cái là có mì ăn liền luôn. Xin chào mọi người, thì mình mới đặt chân tới Lake Entrance, thì mình mới lấy được cái nhà. Nhà này á, là mình thuê qua một cái bàn Việt Nam ở trên cộng đồng người Việt. Thì nhà này á, nếu mà kiểm trên Airbnb vẫn có, nhưng mà nếu mà người muốn thuê á, thì có thể liên hệ trực tiếp với bàn ấy thì sẽ được cái giá đặc biệt. Bây giờ mình sẽ dẫn mọi người đi xem cái nhà này, cho mọi người review cái nhà này với mình nha. Mình mới tới á, thì thấy cái nhà này ở trong rất là mới và rất là đẹp nha. Bây giờ sẽ mở cho mọi người xem này. Thì cái này á, là cái không gian chung này, là có phòng khách này, bàn ăn, bếp ở đâu kia, là trang trí rất là đẹp luôn. Nhìn cái phong cách nhà nhìn rất là Tây, thì mình rất là thích kiểu phối rất là đẹp. Khi bước vào nhà á, phòng đầu tiên là cái phòng ngủ, phòng này là phòng lớn nhất này đó. Thì cái giường trong phòng này là giường king này, cho nên là rất là rộng luôn. Trong phòng ngủ lớn này có một cái sofa bự nữa đấy, thì chăn gối để rất là đẹp luôn. Rồi bây giờ mình sẽ dẫn mọi người sang xem cái phòng ngủ thứ hai nhá. Kế bên phòng ngủ thứ nhất á, là sẽ là cái phòng ngủ thứ hai. Phòng này mình thấy cũng khá rộng luôn. À, phòng này là hai giường nha mọi người. Đây là một cái giường queen này đó. Rồi bên góc này á, có thêm một cái giường single nữa. Wow, cũng hợp lý chứ, đi gia đình là hợp lý á. Là bên kia là một giường bự nữa, bên này một giường queen nữa, thêm một cái giường single nữa, mà còn thêm một cái phòng ngủ nữa. Phòng ngủ này là phòng ngủ thứ ba nha mọi người. Mời mọi người vào xem. Phòng này cái size nó cũng not bad. Rồi giường là cũng là giường queen luôn, rộng rãi thoải mái đó. Không gian ở đây rất là rộng. Nhà tắm của cái nhà này á, là xếp phía dưới cùng này luôn, thì mình thấy khá hợp lý. Tại vì những phòng ngủ xếp ở trên này á, thì sáng sớm nếu mà ai còn đi toilet hoặc là đi tắm buổi sáng sớm á, thì sẽ không gây ảnh hưởng cho mọi người ở đây. Bây giờ mình sẽ dẫn mọi người đi xem nhá. Phòng này là phòng tắm nha mọi người, và kế bên đó là cái phòng giặt, là có cả máy giặt này, rồi máy sấy luôn, rất là tiện. Rồi có cái sink này bự này, nếu mà cần rửa đồ gì là rửa ở đây là cũng khá tiện này. Còn trong nhà tắm này á, mình thấy cái size cũng khá rộng nhá. Bên này á là cái phòng tắm này, rồi còn toilet á là ở phía sau này đó. Là nhà này có một phòng tắm với một toilet, nhưng mà phòng này rất là rộng rãi thoải mái, vậy là ở phía sau nữa, cho nên là sẽ không gây ồn ào cho mọi người ở trong phòng ngủ. Bây giờ mình sẽ mở cửa cho mọi người xem. Ở ngoài này là có cái deck rất là rộng luôn. Cái deck này mà mùa hè á, mà tới đây thuê mà ăn barbecue ở đây là tuyệt vời luôn á. Có sẵn cả cái máy nướng thịt ở đây luôn, rồi cái bàn ăn ngoài trời đó, còn có cả cái giường để nằm tắm nắng nữa. Nói chung là cái deck này là rất là tuyệt vời. Đi mà đi chơi Lake Entrance á, mà đi mà cỡ khoảng 3 gia đình ở đây là quá thoải mái luôn á. Coi như là 3 giường to với một giường single hả, là 3 gia đình là thoải mái, cực kỳ thoải mái luôn. Đây là cái bếp chính nha mọi người, thì nhìn rất là sạch sẽ luôn. Có một cái tủ lạnh khá mới này đó, mọi người đi chơi là để đồ là thoải mái luôn. Dưới này là ngăn đóng riêng này đó. Wow, chủ nhà đã làm sẵn đá đây. Nếu mà uống bia với đồ mùa hè có sẵn đá là tuyệt vời luôn á. Rồi cái máy tủ lạnh này là có cái nước mát này đó. Bếp thì sạch sẽ. Đấy, tuyệt vời đấy. Đi chơi mà có căn nhà sạch sẽ đẹp như thế này là quá hợp lý luôn. Bây giờ thì mình sẽ dọn đồ vào để nghỉ ngơi, rồi tối nay là thử đi ra vớt tôm xem tình hình tôm đợt này như thế nào. Đợt này là cuối mùa rồi, thì mình cũng không hy vọng nhiều, nhưng mà đi chơi giờ cho vui. Tụi mình mới dọn dẹp xong đồ đạc rồi,
Thì bây giờ là ăn tối xong rồi sẽ đi vượt tôm. Hôm nay là có cái món bánh cuốn. Món này là được mang từ Sydney tới, cho nên là quá tuyệt vời trong buổi tối ngày hôm nay luôn á. Ok, bây giờ tụi mình sẽ tranh thủ ăn uống xong để đi chơi đây. Rồi, xin mời cả nhà nhá. Nhìn cái món bánh cuốn này là quá hấp dẫn này. Tụi mình mới ăn tối xong, bây giờ là mặc đồ vào rồi, mặc cái waiter á. Để bây giờ là đi xuống dưới này thử vật tôm thử xem nhá. Nước thì đang lên, nhưng mà kế đi chơi cho vui. Đấy, bây giờ mình sẽ đi xuống. Mặc cái đồ này á, đi lội nước á, mùa này nó đỡ lạnh nha mọi người. Phải có cái đồ này này, chứ không là bỏ tay á. Từ nhà mình mà đi tới đấy á, thì từ cái nhà mình thuê á, mà đi tới đấy á, là chỉ có 10 phút thôi, cho nên rất là tiện, rất là gần luôn. Cho nên tụi mình tranh thủ đi ra chơi. Đây là cảnh em mình từ Canada đi sang Melbourne thăm mình. Sáng hôm nay mình cho đi vật tôm này. Rất là vui luôn. Mình mới bắt được một con đầu tiên này. Nhưng mà hiện tại đang để trong thùng, tại vì chưa tiền tay để mà quay cho mọi người xem. Thì có gì chút nữa lên bờ á, mình sẽ quay lại nhá. Nói chung là tối nay thấy là tôm ít, nhưng mà có tôm và tôm size to á. Đó. Nước thì trong. Đấy, bây giờ để mình tranh thủ bắt đấy nhá. Lúc chiều tụi mình tới đấy á, là bị mưa. À, mưa cũng khá to đó. Mà may sao là đi ra đây bắt tôm thì trời lại ngưng mưa, chỉ có bị gió thôi. Nhưng mà gió tụi mình mặc 2-3 lớp áo về, có cái bộ wader này á, là không có bị lạnh. À, chỉ có nước lạnh thôi. Nhưng mà tay thì ít khi bị nhúng nước. Đó. Chỉ may lắng mưa này. Chứ mưa là bỏ tay, mưa là không biết sao mà bắt luôn á. Đó. Nói chung là dẫn em mình lần đầu đi vật tôm ở Melbourne từ Canada sang. Mà có cơ hội đi bắt được tôm như thế này là vui lắm rồi. Em mình là bắt được vài con rồi đó. Đấy, trải nghiệm cũng vui. Có nhiều bạn hỏi mình á, là tới cái lake Thái này rồi á, thì đi bắt ở đâu là có tôm. Thì mình chỉ lại một lần nữa cho các bạn dễ biết này. Là các bạn đậu xe ở trên cái chỗ car park mà có cái pub đó. Đó, xong rồi các bạn đi bộ nhân dân đi thẳng ra thôi, chứ không cần phải đi lòng vòng gì đó. Cứ men theo cái mẹp nước á, đi thẳng ra như mình này, đang đứng đây này. Đó, là cứ kiếm vòng vòng mẹp nước là sẽ có thôi. Nếu mà có wader thì các bạn đi sâu xuống ở dưới dòng được, giống như mình đang đứng. Đó, là có. Dễ lắm. Còn location á, thì mình sẽ để dưới cái video này, ở trong cái phần description á. Mọi người click vào đấy sẽ có đầy đủ thông tin, hướng dẫn cụ thể cho mọi người đi bắt luôn. Tổng kết thu hoạch tôm tối nay của mấy anh em mình. Đây, cũng được một số. Chắc cỡ khoảng 20 con. Cỡ gần 20 con á, mà con bự á. Bọc ra một con cho mọi người xem này. Ui ui. Bự dã man luôn á. Con bự hơn cái đợt cuối thằng 3 đầu tháng 4 của tụi mình đi nữa. Này. Wow, con này về làm gọi làm sụt thải là tuyệt vời luôn á. Đấy. Hôm nay mình dẫn em mình đi lần đầu mà bắt được con tôm như thế này là mình vui lắm rồi. Bây giờ tụi mình tranh thủ về để mà đi thả ghẹ xem tối nay có gì không. Tụi mình vừa mới đi ra cái chỗ thả ghẹ thì tối nay á là rất là lạnh, gió to. Ngoài này chỉ có gia đình tụi mình ở bên kia, với bên này là một gia đình hai người nữa thôi, là thả ghẹ ngoài này. Đấy. Chứ bình thường chỗ này á rất là đông người luôn. Hôm nay không có ai cả. Mà nước ở đấy á nó chảy xiết lắm, ném lon người là nó trôi hết. Thì giờ ném mình đi ra ném ghe chơi cho vui thôi. 30 phút nữa mà không có gì á thì mình sẽ đi về. Thường lon ghe là mình hay có cái vị mà mình chế ở trong như vậy, xong rồi tới chỉ có bỏ môi vào trong đấy thôi, rất là nhanh gọn lẹ luôn đó. Mà tại vì mình thấy nước chảy xiết quá cho nên mình ném thử 2-3 cái lon thôi. Còn để cái này lại ngày mai ném sau. Wow, hôm nay gió lạnh quá trời luôn. Kéo thử cái lòng này xem có gì không. Tối hôm nay mấy con bồ nóng nó tập trung ở đây quá trời luôn á. Có hai con cua đá nhỏ xíu. Hai cua đá. Hả? Cái hai con cua đá này nhỏ xíu luôn á. Ăn đấy. Con kia trốn. Coi hả mồm kìa. Nước nó xiết. Wow chà. Ném ở đây mà nó trôi này. Wow. Không có gì.
Ném ngoài này cứ trôi vào đây không à. Ai, cáo thử thêm lần nữa. Không có thì đi về. Không có gì cả. Ai, lên đường thì về. Tối nay không bắt được con ghé nào cả. Chỉ bắt được một mớ tôm thôi. Nhưng mà đi chơi trải nghiệm là vui rồi. Bây giờ về làm tôm sốt Thái. Ăn xong rồi nghỉ ngơi. Ngày mai đi chơi tiếp. Mai còn nguyên một ngày đi chơi nữa. Sau ngày một là trở về Melbourne. Mọi người xem mấy con bồ nóng này này. Và nó tụ tập buổi tối để mà xin ăn á. Tại biết người ta ở đây thả ghé á. Xong rồi vắt môi ra quen rồi. Bây giờ là tập trung ở đây xin ăn. Qua trời qua đất luôn. Đây một nhóm này. Sau lưng mình thêm nhóm nữa này. Bên này là chạy hết rồi còn hai con á. Trên này là qua trời luôn á. Mới làm xong tôm này. Đó. Bóc tôm sạch sẽ. Bây giờ làm sốt Thái nhá. Cho cái sốt Thái vào. Bữa trước mình được ăn cái món này một lần mà giờ ghiền luôn á. Đấy, hôm nay nhờ vợ mình làm. Nhìn chảy nước miếng. Hôm nay cũng hên. Trên đường từ Sydney chạy tới đấy thì mưa. Tới nơi thì ăn uống xong xuôi đi ra thì giờ mưa. Cho nên là xuống cũng may mắn là bắt được một cái đĩa để cho em mình ăn thử tôm tươi của Melbourne. Bắt lên ăn là như thế nào. Đó. Này là ăn khuya nha mọi người. Đấy, có tí lọc là vui rồi. Bên cạnh đó thì bên này có thêm một đĩa trứng vịt lộn nữa. Đó. Rau răm. Bà chè bà chét luôn. Nhưng mà quan trọng là cái này này. Cái này mệt tuyệt vời này. Đó, mê ly luôn. Bây giờ xin phép mọi người, mình sẽ thử con đầu tiên. Đây. Nó chín tái rồi này. Tuyệt vời chưa? Trời ơi. Cái này lụng nguyên miếng thì thôi. Nói chi nữa. Cho thêm lạt chanh luôn này. Này. Tuyệt vời chưa? Làm miếng nhá. Ôi trời. Cái này á. Cái này phải đi bắt mới có ăn nhá. Ở nhà là không bao giờ có cái món này để mà ăn. Phải tươi mà. Rồi xin mời cả nhà nhá. Tuyệt vời. Gia vị vợ mình pha cái món này quá ngon luôn á. Hành thấm cay mà nó thơm đã tôm ăn nó ngọt lim luôn á. Xin mời cả nhà nhá. Tới mình trực đây.